Quế Phong, huyện vùng cao biên giới nằm ở phía tây bắc của tỉnh Nghệ An, có đường biên giới chung với huyện Sầm Tớ và huyện Mường Quắn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đồng bào các dân tộc huyện Quế Phong có truyền thống cách mạng đáng tự hào với nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Thiên nhiên Quế Phong với nhiều cảnh sắc đẹp lung linh huyền ảo như một bức tranh thủy mạc, sơn thủy hữu tình, nơi có núi rừng, có sông suối với những dòng thác đẹp cùng con người Quế Phong thân thiện và trọng tình nhân nghĩa. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, dưới ánh sáng soi đường của Đảng và Bác Hồ kính yêu, cùng sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Quế Phong đã cùng nhau chung sống đoàn kết, chống giặc ngoại xâm, thiên tai dịch dã để xây bản lập Mường, từ đó tạo nên nguồn nội lực mạnh mẽ thúc đẩy công cuộc xây dựng bản Mường ngày càng sâu đẹp văn minh. Của cha ông để lại từ ngàn xưa. Về đây hát điệu dân ca, ánh mắt trao nhau lời hẹn ước. Bên bếp lửa bồng được xòe say đắm, tay chung tay rộng mở yêu thương. Non nước dân quý hữu tình, ngọn núi dọc sông đẹp như lời hát. Hóa truyền thống của cha ông để lại từ ngàn xưa.